một cái vợt được mệnh danh như quái thú đang bùng cháy và sẵn sàng thống trị trận đấu. Đầu vợt của nó được thiết kế để tạo ra sức mạnh vượt trội, giống như một cú đâm nghiền nát đối thủ. Mỗi cú đập đều tràn đầy sức mạnh và tốc độ, khiến cho cầu bay nhanh như một vệt sáng qua không gian. Khả năng tấn công của nó không thể đánh bại. Nó giúp người chơi tạo ra những cú đập mạnh đầy uy lực, khiến đối thủ phải chật vật để chống đỡ. Bất kỳ cú đánh nào cũng trở nên đáng sợ khi cầm cây vợt này trong tay. Nhưng không chỉ có sức mạnh, cây vợt này cũng có khả năng kiểm soát tốt. Giống như một con quái thú thông minh trong rừng, nó cho phép người chơi dễ dàng điều khiển cầu và đặt nó vào vị trí mong muốn. Điều này giúp người chơi kết hợp sức mạnh mẽ với sự kiểm soát tinh tế, tạo nên một vũ khí không thể cưỡng lại trên sân cầu lông, mạnh mẽ, đáng sợ, ngang tàng. Con quái thú ấy chính là Kuno Speed K502.